Ok, xin chào tất cả anh em đam mê PCP. Hôm nay thì xung phụ kiện em PCP xin giới thiệu với anh em một mẫu van Superwell em nhé. Van Superwell hộp đỏ. Đấy, van Superwell hộp đỏ con này là bản ngắn của nó em nhé. Đấy, bản ngắn 3 lỗ xả cho anh em. Đấy. Thì những chiếc van này anh em nào chơi condo thì nên sở hữu cho mình những chiếc van như này vì nó hồi áp rất chìa tốt em nhé. Điều áp rất chìa ok rồi. Đấy, thì nay em hàng nó mới về. Đấy. Lần này về thì số lượng rất chi là nhiều, anh em không lo bị cháy hàng anh em nhé. Đấy, thì cũng trước khi vào giới thiệu sản phẩm, em nói qua hình thức giao dịch của bên shop là vẫn luôn là ship hàng COD cho anh em. Anh em nào nhận hàng thì có kiểm tra thanh toán anh em nhé. Đấy, anh em nào nhận hàng thì bóc ra xem đúng hàng đúng sản phẩm trên video thì em nhận, không đúng thì em không nhận anh em nhé. Đấy, như thế mua bán cho nó thuận tiện. Đấy, nhanh gọn. Thì hôm nay em xin quay lại giới thiệu với anh em. Đấy, một mẫu van. Con này bản ngắn 3 lỗ xả cho anh em. Đấy, khi em giao hàng cho anh em, em gửi hàng đi cho anh em thì em đã kiểm tra rồi. Đấy, anh em nào nhận hàng bóc ra xem thì em phải kiểm tra hơi và áp anh em nhá. Đấy, có hơi có áp thì anh em nhận. Nói chung là hàng gửi đi cho anh em thì em đã kiểm tra rất chi là kỹ lưỡng rồi thì em mới gửi đi cho anh em, tránh tình trạng lại phải đổi trả. Đấy. Em phải kiểm tra hơi và có áp em nhá. Có hơi có áp thì em nhận, tránh tình trạng nó bị xì hơi em nhá. Đấy. Thì đây. Đây là sơ mi em nhé. Đấy, sơ mi em có thể đổi ngược lại lắp vào khung. Đấy, đổi lắp vào khung. Đấy, lắp vào khung thì em có thể bắn tầm 7-8 phát. Đấy, bắn luôn. Tại vì có hơi rồi, bắn tầm 7-8 phát thì cho nó hết hơi nhá. Hết hơi thì để anh em vặn cái chuôi ra để lắp van, để lắp bình vào em nhé. Đấy, anh em nào mà không bắn thì em có thể dùng cà lê. Đấy, em vặn ngược lại em nhé, được lại cho nó xì hơi ra thì em có thể lắp van vào anh em chơi. Đấy. Nói chung là con này thì hàng về rất chi là tốt rồi, rất chi là ok. Đấy, em mà chơi condo thì nên dùng những chiếc van như này. Đấy, điều áp rất chi là tốt em nhé. Đấy, thì nay em đấy phụ kiện đi kèm của nó thì dùng rong xin, form nhựa, lò xo và cái này vật thay thế em nhé. Đấy, để sau để cất đi ở sau thay thế. Còn đây là lọng mỡ phụ kiện đi kèm cho anh em. Đấy. Thì đây là hộp van đi kèm cho anh em. Đấy, gồm những thứ như này. Đấy, em nhé. Đấy. Thì em nào, nói chung là cũng tùy từng chiếc van thôi. Có những chiếc van em dùng được tận 2-3 năm. Đấy, có những chiếc van em dùng 3-4 tháng nó đã bị hỏng rồi. Đấy, thì em có thể dùng rong xin để thay thế vào sửa anh em nhé. Em nào mà không biết thì có thể gọi Zalo cho em thì em có thể hướng dẫn anh em sửa van anh em nhé. Đấy, em nào cần thì có thể gọi trực tiếp vào hai số điện thoại trên màn hình hoặc là ép Zalo để bên em có thể tư vấn cho anh em nhé. Bên em là chuyên cung cấp phụ kiện PCB. Đấy, van bình kính ngắm khung cảnh rất chi là nhiều em nhé. Đấy, phụ kiện PCB là em có hết, anh em nào cần thì có thể ép Zalo cho em hoặc là gọi điện thoại trực tiếp. Đấy, chiếc van như này thì em cũng không báo giá công khai tại vì nói chung là nó cũng về tùy từng đợt. Đấy, lúc nó lên giá lên thì em lại báo lên, còn lúc đó xuống thì em lại báo giá xuống em nhé. Đấy, em nào cần biết chi tiết hoặc là cần những chiếc van như này thì có thể gọi trực tiếp cho em hoặc ép Zalo, em có thể quay video hoặc là chụp ảnh cho anh em xem nhé, không phải ngại em nhé. Bên em shop em rất chi thoải mái, anh em nào muốn tìm hiểu thôi không được, muốn tìm hiểu thì cũng có thể gọi trực tiếp hoặc ép Zalo cho em. Đấy, thì anh em nào xem video ấn cho em nút like rồi nút đăng ký kênh, anh em nó phát triển để phục vụ anh em nhé. Đấy, thì xin chào tất cả anh em, hẹn anh em ở những video tiếp theo.